Hello, xin chào anh em. Bữa nay mình quay trở lại từ game Rotom Bus Simulator anh em. Bữa nay mình vô mình sẽ chạy một con xe con nhé. Đấy, anh em thấy không? Đấy, trước mặt mình là cái map nông thôn ở làng quê. Mình đang hiện đang về Cần Thơ anh em. Để mình về Cần Thơ thăm lý nhất rồi, hôm nay là nhất mất tiêu rồi. Đấy, không biết sao lặn mất rồi, có vợ con xong mất luôn, không thấy tương tác luôn rồi. Đấy, mình sẽ lái con xe đi về Cần Thơ nhé. Theo dõi kênh mình nha. Đấy, để mình phóng gần gần cho anh coi con xe. Đấy, con xe này chắc nhiều kênh cũng chưa có xe đâu nè, chưa có xe này đâu. Đấy, mình vô tình đi sưu tầm thôi. Để mình phóng gần gần coi, để anh em nhìn cái logo xe gì nhé. Đấy, dàn mâm rất là đẹp anh em nhé, rất là đẹp. Bản số nước ngoài. Đấy, anh em thấy không? Con xe rất là chắc. À, đây là hệ thống vô lăng nhưng mà nó không có xay nè mày, nè anh thấy không, nó không có xay nhé. Thì ở đây hiện tại có cần số rồi, nếu mà chạy mà số sàn thì em sẽ gạt cần số. Đấy, nội thất của xe thì đẹp, theo mình thấy đẹp. Đấy, anh thấy không? Rồi hôm nay mình sẽ đi xe con. Đấy, hôm nay mình sẽ về. Trên cái nóc xe nó có cái kèm tèn này nè. Đó, nè sao? Đấy. Rồi bây giờ mình đi nè mày. Cứ đi. Đi đi. Không biết hết. Mình đang đi trong cái này nha, map mod. Hiện tại có rất nhiều map đó. Mà mình chạy map mod lên nhất đi. Đó. Anh thấy không? Ôi. Con xe này đúng. Đấy. Đấy. Xe đề bài rất là nhanh em nhé. Mình không bật âm thanh em để mình nói chuyện nghe nhé. Bây giờ là buổi tối này, mình có pin nhé. Đó. Chưa. Mà rất tiếc là vô lăng nó không quay nè, nó nằm ở chỗ rồi. Hiện tại xe này để bán rất là nhanh em nha. Đấy. À, nè không, chạy rất là nhanh. Hả,
thấy có nhiều bài luôn á. Thường thường video mình á, nếu mà đạt khoảng chừng tầm 300 view thì sẽ có lịch sẽ chơi nha. Đấy, anh em cứ xem video mình ủng hộ mình. À, mình sẽ tìm mấy cái mod xe hay cho anh em chơi nhé. Mua lăng mà nó xay mình dễ sử dụng nè, khó. Hiện tại mình tắt gương em ha, không có để gương để cho đỡ láp á. Mấy nay bận quá anh em không có làm clip cho anh em xem nhé. Rồi kẹt nó rồi anh em. Cũng lâu rồi mình không có chơi lại mát thứ nhất. Đấy, bữa nay mình mới chơi lại. Này chờ xíu ơi. Ra xíu đây. Ra.
Ê, anh ghé cho mình ăn ăn sáng xí nè, ăn sáng xíu mình đi nha. Rồi mở cửa ra ăn sáng, cửa không mở thêm nhé, cái này không mở cửa được. Đấy, nãy giờ Lê Nhất dịch quay. Tao sẽ đi nè mày, đi. Thôi, đi luôn nè mày, không đủ xăng. Chạy luôn cho kịp tới nhà. Xe này lường nó hơi thấp nha, gầm hơi thấp. Đấy. Đấy, gầm xe rất là thấp nhé. Nghe không? Thấy nó cả lường đấy. Đây, mình qua cái quốc lộ này mày. Ui, sự cảnh mình vừa đẹp quá nè. Mình đang chơi buổi tối nè, mình chó sủa. Khá là nguy hiểm. Rồi. Ui, lên dốc được ta. Rồi dốc này cao thế. Thank you.
Rồi, ở đây mình dừng lại đây, mình mua một trái cây với mình ghé ăn cơm xíu, mình sẽ xuống nhà lấy nhất em nhé. Rồi, đấy, thôi mình dừng lại đây để mình mua trái cây và ăn một chút gì đó cho đói nha. Rồi, mình sẽ hẹn em tập tiếp theo nha, bye bye, chào.